the money. Ngon nha, đặc biệt là giống như là mình ăn những chỗ khác thì có thể là ngán luôn, nhưng mà ở đây mình thấy một tuần ăn 3 lần không sao, ăn giống như ăn cơm. Món lẩu ly đã không còn xa lạ với những bạn trẻ sống ở Sài Gòn, nhất là đối với những bạn yêu thích món lẩu Thái và các loại topping viên như thế này. Khi đến quán ăn này, các bạn sẽ được gọi các viên theo ý thích của mình. Có tất cả là 14 loại viên, gồm trứng giếng, hải sản phô mai, đậu hũ phô mai, tôm hùm viên, cá viên khoai môn, thanh cua, gà viên ngũ vị, gà viên xúc xích, cá viên nhân thịt gà, sò điệp. Mỗi viên có giá từ 3.000 đến 7.000 đồng. Tưởng là do em đi du lịch á, thì em thích những cái món ăn đường phố nên là ý tưởng nó phát sinh ra bất chợt như vậy thôi. Dạ, em kết hợp giữa nước lẩu của Thái Lan và những cái viên này là những viên của Malaysia. Những khó khăn đầu tiên đó là những cái bạn mà giới trẻ thì những món mình mới họ cũng chưa muốn thử, cũng chưa dám thử, tại vì họ thấy lạ quá. Còn những mà cô chú lớn tuổi thì nhìn cái những cái viên của mình họ cũng thấy ngại, cũng thấy lạ. Nhưng mà dần về sau khoảng chừng một tháng thôi thì em thấy là lượng khách họ quay lại ăn đó, liên tục. Phần lẩu ly này có đầy đủ các loại viên cùng mì gói và rau muống. Đây là combo cho hai người ăn với giá 70.000 đồng một phần. Điểm đặc biệt của món ăn là do các viên có hương vị khác nhau làm cho thực khách không bị ngán khi ăn. Mình thích mấy cái viên, vì thấy là một số nơi có nhiều viên màu sắc khác nhau, rồi thấy là hầu như nó là bột cũng không ngon lắm, nhưng mà ở đây thì mình cảm thấy đặc biệt hơn. Thì mình thì thường thì ăn đậu trứng nhím, rồi ăn đậu hũ phô mai, ăn nhiều thứ, hầu như tất cả các viên ở đây là mình đều thử rồi. Mình thấy hợp lý á, tùy theo mình chọn ăn ít hay nhiều thôi. Thì thông thường mình ăn tầm khoảng dao động từ 40 đến 50 ngàn, có hơn là mình ăn ít viên thì khoảng 30 ngàn cũng có, tùy thôi. Đây là món ăn dựa theo món lẩu đường phố của Thái Lan. Tuy nhiên, để phù hợp với khẩu vị của thực khách Sài Gòn thì chủ quán đã có những biến tấu khi nấu nước lẩu. Lẩu là cái bước quan trọng nhất. Dạ thì mới ban đầu thì lẩu của em có được complain chút xíu là hơi bị cay quá. Thì sau đó em gia giảm vị cay và em làm thêm một hũ sa tế tỏi ớt riêng. Thì khi mà các bạn muốn ăn cay nhiều thì em có thể cho thêm sa tế tỏi ớt. Trước đây thì em có đi ăn nhiều quán khác rồi, thì cái hương vị nước lẩu ở đây á nó ngon hơn chị thấy rất nhiều, thì em thích nhất là nước lẩu ở đây. Em có dẫn mấy đứa bạn về ăn, chứ lại có đôi khi cũng mua về cho gia đình em ăn. Nhiều bạn trẻ Sài Gòn ưa thích món ăn này, thậm chí có bạn còn xem đây là món ăn thay chủ bữa chính. Thường thì mình hay đi một mình tại vì kiểu học xong rồi ghé ăn. Mình thích ăn cái món này vào ngày mưa, tại vì ở bên ngoài á trời thì lạnh, là mình lại được ăn cái món lẩu và nóng hổi, nó bốc lên ăn rất là ngon. Giờ xe lẩu ly mở bán tại chỗ là từ 17 giờ đến 23 giờ tại địa chỉ 131 Nguyễn Công Hoan, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh.